Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy thì mình đang có chiến binh đồng đây. Và con Volibear của mình thì đang cầm một cái trang bị giáp máu siêu linh mọi người nhá. Mọi người xem video ủng hộ cho mình và đăng ký kênh và một like video. Và có ý tưởng gì hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ có thể ý tưởng đó cho mọi người xem. Bốn chiến binh rồng, ba kim long. Mình sẽ tích vàng rồi nhá, mình sẽ tích vàng để đến round đó chính là 4.2 để xem rằng là cái lõi công nghệ 4.2 mình sẽ là lõi công nghệ gì. Mình sẽ chờ đợi. Ok, 100 máu này vẫn tâm full 100 máu rồi nhá. Vẫn sẽ có anh chờ đợi lượng vàng. Mình thì đang bị đau họng nên là nói chuyện sẽ ít hơn một chút. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ tích vàng mọi người nhá. Tích vàng Echo vàng đi. Để đội Volibear thì hiện tại bây giờ thì chiến binh rồng máu nhiều với mọi người, cộng thêm cả cái trang bị giáp siêu linh nữa ha, rất khỏe. Lee Sin 2 sao, Zac 2 sao luôn mọi người ơi, mình sẽ lấy luôn nhá. Parthenon này, Nila này. Mình vẫn đang chờ đợi lõi công nghệ cuối cùng.
lại quên tiếp rồi. 9 trận thua 1 thắng mọi người nhá. Ok, đây sẽ là 10 trận. Lượng vàng lợi tức của mình đang rất là cao luôn. Ok. 97 vàng, 10 trận thắng. Trong lại 7 vàng rồi. Mình vẫn đang đợi chờ đợi một cái clo công nghệ tiếp theo để có thể quyết định trận đấu này có phải một trận đấu hấp dẫn hay không mọi người nhá. Mình là một người chơi mà kiểu thường đi săn lo công nghệ thì mình mới làm video, chứ kiểu mình không làm video kiểu bình thường. Mình phải đợi một clo công nghệ xịn nữa, làm một video đặc biệt chứ không phải là kiểu những video kiểu low rank bình thường, mà mình làm những video kiểu thử thách ấy mọi người. Cái nào mà càng thử thách thì mình càng muốn làm. Thử thách càng khó thì mình càng muốn làm mọi người nhá. Sau nha, tai nạn sau này. Rồi, mình được chút này, xem đi. Đi nhân 2 ô tô cái đèn đầu này luôn. 2 ô tô nhân đi ngang cái đầu này luôn này. Đó. Giao sau, giao sau. Quay, quay. Muốn phần của mình đi. Xong 2 xe đi quan đèn đầu này luôn á. Đó, tao vừa xem rồi. 4.1 rồi mình nhá. 4.2 này. Quyết định này, quyết định của trận đấu này. 4.2 có lỗi gì đây? Tuyệt vời luôn. Oh my god ơi, hàng chờ Banora. Thực sự mà khi có lỗi hàng chờ Banora này thì để xem nào, mình sẽ làm cho anh em xem một trận đấu sẽ mình sẽ làm kiểu hai vị tướng hai rồng và hai sao, hai rồng ba sao rồi nhá. Hai rồng ba sao đây là như nào, đó chính là kiểu hai hai storm ba sao, hoặc là có thể là hai te hai con idat ba sao rồi nhá. Mình sẽ làm cho anh em xem trận đấu này luôn. May sao mình đang tích một lượng vàng nhiều ấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu run nha. Đấy, tận 120 vàng thì mình sẽ có một cơ hội cực kỳ cao luôn. Mình sẽ cho cái này cho con tướng idat cầm đi. Mình đã có sẵn một deco đây rồi. Chờ đợi một cái khi mà cái đồng xu này cổ đại này nó đổ ra nữa thì mình sẽ được thêm một cái deco nữa. Rồi ok, xin fan này để đây. Cố gắng làm được con kiểu tan square hoặc là con som nha. Hai som 3 sao, hai tan square 3 sao đi. Ôi, Alat 2 sao luôn mọi người, quá ngon. Soraka này, mình sẽ để Soraka đây luôn để random ra con tướng Zoe mà nhá. Random ra Zoe để kích hoạt 7 kim long luôn. Lấy thêm 100 bị hắc vàng nữa đẹp. Ok, đây, 3. Tuyệt vời luôn, con 3 này sẽ giúp mình tăng tỷ lệ ra ron ra tướng. Chơi luôn mọi người nhá. Idat là nhiều ghê ha. Hay là mình sẽ làm cho anh em xem Idat 3 sao từ sớm nhở. Idat là vị tướng cũ quá rồi mọi người, nên mình không muốn làm. Mình muốn làm những vị tướng mới cơ, như kiểu là Som hoặc là kiểu Tan Swen mọi người. Ok, là 50 vàng lợi tức. Quá ngon. Mình vẫn đang có một trận đấu auto win. Vẫn chưa thua được người ạ.
gì đây, có Joe luôn mọi người nhá. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có hai người chơi đã hy sinh rồi, chỉ còn lại 2, 4, 5 người chơi nữa thôi. Tan Swen này. Bây giờ thì mình chuẩn một con ai một cái random là Adat 2 sao thôi, mình sẽ lên Adat 3 sao từ sớm anh em nhá. Để luôn so cả đây đi. Ok, Volibear. Volibear của đồ đang khá như này, nhưng mà nếu mà mình đổi đồ của Volibear cho con Idat cầm ấy thì mình lại mất cái lượng sát thương đến từ Volibear, nên là cũng khá là khó thắng được. Ôi, hôm nay đùn khỏe thế. Nhìn mình nhìn là nguy cơ cao là mình sẽ mất chuỗi thắng ở round này rồi, bởi vì Jayce 2 sao cầm luôn một cái trang bị gọi là hắc vàng đến từ Kim Long luôn. Ok, thua rồi. Vậy là hôm nay chính là người chơi đã shut down cái chuỗi thắng của mình. Thua luôn hay không? Đây si khỏe quá. Và là người anh em này cũng đang chờ đến Kim Long với mình này. Rồi ok, 3-2 sao luôn anh em ạ. Hên đấy nhở, xôm đây. Về cái công cuộc mà tìm kiếm những vị tướng như ở 2 đồng 3 sao là một cái thử thách rất là khó nha, bởi vì nó dựa theo nhân phẩm nữa. Nhân phẩm phải cực kỳ cao mới thể làm được, chứ không dễ dàng như kiểu bán kẹo đâu mọi người ạ. Nhân phẩm, phụ thuộc vào nhân phẩm là chủ yếu thôi. Chưa em một kỹ năng thế nào chăng nữa thì mà không có nhân phẩm thì cũng chịu. Volibear cào cấu xé các kiểu đi. Vàng rơi. Càng rơi nào, đúng rồi, quẩy lên anh em ơi, quẩy lên anh em ơi, quẩy lên. Quẩy lên. Quẩy lên. Quẩy lên, đúng rồi. Perfect. 2 4 5 người chơi nữa, cố gắng anh em giữ nhiều máu càng tốt. Chứ kiểu là ai à. Lấy luôn này đi nhở. Ok, lấy luôn Adapt Guy đi. Đe ra 2 sao này, để luôn một nhá, để random ra Adapt 3 sao. Mình có Neko nhưng mà mình cũng chưa dùng được. Lắp luôn cái này nhở, nỏ sét à hay gửi lốc người ta. Ophelios này, Jerry này, Idat này. Ông này có con Idat khỏe đấy. Nhưng mà Volibear của mình khỏe thực sự luôn. Volibear của mình sát thương nó sát thương lan mọi người, nên là nó sẽ cào cho mấy con tướng ở sau kia chết được. Sifan luôn anh em này. Ui, vàng rơi kìa, ngon quá anh ơi. Kiểu cho Volibear mà kích hoạt luôn 8 sinh minh rồng nhờ, 3 cái trang bị giáp máu thì mình nói các bạn phải gọi là cha của khỏe luôn.
Terra quá à? Terra mình không cần lắm mọi người nhá, Terra không cần trong trận đấu này. Ui, ra lúc hai con xôm mọi người kìa. Ba ơi, quẩy lên nào. Volley bia của mình round này vẫn quẩy tốt. Quẩy tốt em bạn ơi, volley bia vẫn khỏe nhá. Virus cuồng đao, Sojin à. Vâng, mình lại là một người tiết ông này lên đi bụi rồi. Tạm biệt người anh em nhá. Hiện tại bây giờ chỉ còn 3 người chơi thôi mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang có 5 con Diaza, 6 con Soul mọi người ơi. Nhưng mà trong trận đấu này thì mình sẽ làm cho anh em xem về đó chính là hai adapt 3 sao nhá. Và nếu có thể thì làm 3 adapt 3 sao luôn. Ok, thì tiếp theo bây giờ thì anh em thấy không, lực tướng bây giờ khá là nhiều cái tướng rồng của mình rồi. Bây giờ thì chỉ đợi nó khoảnh khắc thôi, nhân phẩm nó xuất hiện thôi chứ giờ chẳng biết là phải làm gì mọi người ạ. Bây giờ cho anh em có kỹ năng như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết vấn đề này được. Bởi vì game nhân phẩm mà, mình đang chơi bằng nhân phẩm. Cái lõi hàng chờ Banora để nó xuất hiện là Han Solo 3 sao ha. Hai con Adat chứ nhờ mọi người, sorry. Bởi vì lượng Adat của mình đang rất là nhiều á, nên mình muốn chơi Adat cơ. Hôm nay là thứ 7, em thích đi vào 3. Nào, một phát Adat 3 sao nào tôi xem nào. Round này thì có Zoe này, Zoe có mũ hồ thủy này, mình sẽ bắt Zoe ha. Siozu, ui ôi, không ra mọi người ạ. Mình sẽ cho Zoe vào nữa, ui có 120 hắc vàng kìa, nhưng mà bây giờ thì cái lượng tướng của mình thì mình sẽ lắp mũ bảo hiểm cho con mũ bảo hiểm hay đổi đồ nhỉ. Mình sẽ đổi cái đồ cho bị hắc vàng cho con volley bia cầm người nhá. Rồi ok, cái mũ bảo hiểm để mình cho rắc cầm này, còn cái này thì mình sẽ cho ba cầm quỷ thư à, quỷ thư thôi, cho Zoe cầm quỷ thư luôn ha. Zoe ơi, trưởng đấy bạn. Một vàng, hai vàng, ba vàng, bốn vàng luôn. Người anh em này thì chắc là round này mình cho người anh em này niệm rồi. Volley bia gánh tim à. Ây da, con Idat của ông này thì khỏe quá à. Hai vuốt rồng, một cái thú tượng luôn. Nhưng mà để mà win được mình thì hơi khó rồi. Volley bia của ấy. Vàng rồi. Vàng. Vàng. Hay quá, được thêm 4 vàng nữa anh em ạ. Nào, Adat 3 sao. Lên. Ui lại không ra nữa à. Lại 2 con xôm với cả con Diaza mọi người kìa. Khó lắm. Cái thử thách này nó hơi khó một chút. Nhưng mà hy vọng sẽ được trong game này cho anh em theo dõi. Ông này thì là có da xua rồi. Jay Z vẫn là gì đó rất là đáng sợ anh em ạ. Da xua Jay Z thì trâu lắm anh em ơi.
cộng thêm cả con tướng đó chính là con Nina nữa ha. Khỏe vãi đạn luôn. Round này thì mình sẽ thua thôi, nhưng mà mình đang còn nhiều máu nên không phải sợ. Volibear liếm một mạng, liếm một mạng đi. Rồi, ok. Nasus là ngon luôn này. Không được luôn rồi, ông này khỏe quá, trâu quá anh em ơi. Cộng thêm ra xuồng cứ chém liên tục nữa. Chém người như chém chuối. Yasuo không cần, Seoju này, Aidak mình lên 3 sao rồi anh em nhé. Bây giờ thì tiếp tục cái chặng đường tìm kiếm thôi. Bây giờ chỉ cần ra thêm hai con Aidak 2 sao nữa là ngon luôn, là cơ hội có hai Aidak 3 sao trong một trận đấu là có thể. Neko đi, xin cái Neko nữa là 3 Neko nào. Neko đi Bly. Còn hai người chơi nữa. Một cái trang bị Zeke này. Còn hai người chơi thôi nên là tỷ lệ bây giờ còn rất thấp mọi người. Random. Ây da, random Seoju à. Seoju của Deaza à. Ok, lắp quyền quỷ thư vào. Ron nào, ok, Seoju 2 sao nữa rồi. Bây giờ mình đang có tận, đó chính là 4 con tướng rồng 2 sao luôn. Mình sẽ để này mới nhá, để như này nhá. Thì khi mà hai con này random ra, mọi người có thể ra Seoju 3 sao luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái thử thách mọi người nhá. Mình sẽ làm gọi là một trận đấu có khoảng tầm 4 con rồng 3 sao đi, cho đẹp trai. Hai đây cô. Ok, lắp luôn đi mọi người ơi. Cho đổ luôn mọi người nhá. Bởi vì đến nãy giờ mình chơi theo kiểu lối chơi đó chính là kiểu toàn là 2 sao mọi người, nên mình sẽ lắp luôn, dùng cái cô luôn, cho nên 2 sao luôn đi. Ra gì không? Ui, đúng thật mọi người, là hẳn con Seoju 3 sao luôn mọi người này, hay chưa? Rồi, ok, bây giờ mình đã có tổng cộng đó chính là hai con rồng 3 sao rồi. Seoju đó mọi người này. Hai rồng 3 sao rồi mọi người nhá. Nhưng mà mình sẽ không cho vào ông này, sợ ông này chết mất nên là mình sẽ để ở ngoài anh em ạ. Chung là trận đấu này có vẻ hơi dai dẳng em đúng không? Chắc là hòa rồi, mình nghĩ là hòa mọi người ạ. Hòa game rồi. Trừ khi nào con Yasuo ấy mọi người, trừ khi con Yasuo nó one shot 30.000 sát thương thôi. Chưa nhìn, ok. Win luôn anh em ạ. Rồi. Nhìn nhiều rồng hoa mắt mọi người ạ, hoa mắt luôn, trời nhiều rồng quá. Bây giờ này mình đang có tổng cộng đó chính là 5 con Deaza. Rồi, Som 2 sao nữa. Vàng ở bây giờ cũng sắp hết rồi, không còn nhiều vàng nữa bởi vì mình đang dư rất nhiều tướng ở đây. Tiếp tục mọi người ơi, mình được hai con tướng, hai con rồng 3 sao vẫn là chưa đủ đối với mình nhá, mình sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm thêm nữa.
Trời ơi, ra số 2 sao khác là chém mạnh hơn, hồi máu cũng khá là tốt rồi. Trời ơi, ok, chấp nhận thôi, round này mình thua rồi. Thua hòa đúng không? Adat cứ hồi máu này thì làm sao mà chết được trừ khi ra xua thôi. Ôi, đúng thật luôn, một pha one shot đấy từ bên ra xua mọi người ạ. 6.4 này. Có ra xua, không có rồng tứ rồng mọi người ạ. Round này thì mình sẽ lựa chọn gì nhỉ? Mình sẽ lấy gì đây? Mình sẽ lấy gì trong trận đấu này? Mình sẽ lựa chọn cái huyết kiếm đi. Huyết thần kiếm để xin nó cho Shiryu cầm nhá. Trừ trường hợp mà đối thủ lên những vị tướng 4 vàng 3 sao. Thôi lắp này luôn ha. Mình sẽ đổi thử xem rồi nhá. Hên xui để con Shiozu thành con Adat. Cố lên mọi người ơi, 6.5 rồi. Trận đấu gần kết thúc rồi nhưng mà vẫn chưa thể xuất hiện lên hai vị tướng rồng 3 sao giống nhau mọi người ơi. Adat khỏe quá, nhưng mà để mà tôi nói mà để win được trận đấu này thì round này chắc hòa đấy, đúng là hòa rồi, mình hòa rồi. Bởi vì đang còn rất nhiều tướng đằng sau, còn con Volibear nó cào chết con kia rồi. Vì Adat là một vị tướng mà chỉ là full thủ thôi mình nhá, nó không có sát thương nhiều. Yasuo vẫn quẩy. Vâng, và mình nghĩ rằng round này mình sẽ gọi là win. Ui, hòa luôn anh em ạ. 46 máu. Nào, Bly, ra round cái gì đi. Ây da. What the fuck mọi người, cái gì thế này? Ra một lúc tận ôi, một xôm 3 sao và hai xôm 2 sao mọi người ạ. Thế này thì bây giờ thì để mình xem là mình nghĩ xem nào. Mình có một Neko nữa thì mình sẽ chỉ còn đợi thêm, đó chính là một con xôm thôi mọi người nhá. Một con xôm nữa thôi là mình sẽ lên xôm 3 sao. Bây giờ chỉ cần đợi một con xôm nhỏ lắm nhá, một con xôm nhỏ thôi, mình sẽ lấy xôm 3 sao à. Quẩy lên. Bây giờ thì để xem nào. Khi mà mình đang muốn kiểu làm một gì đó thú vị hơn mọi người. Giờ chỉ ra một con xôm 2 sao thôi là ngon ngay. Úi xổi, hòa luôn rồi. Bây giờ cơ hội đang dần dần sắp mé với 6.7 này. Cơ hội tiếp dành cho mình rồi. Gì đây? Ra gì không? Không ra mọi người à. Cơ hội đang nhỏ dần rồi. Bây giờ thì chỉ đợi một cái Neko xuất hiện nữa thôi mọi người nhá. Mình rất là muốn để có thêm một cái Neko nữa để kích hoạt luôn 2 xôm 3 sao cho em theo dõi này. Không ra gì luôn. Rồi, không có Neko nữa mọi người. No hope rồi, no hope. Chắc phải end game thôi. What the fuck mọi người, ra hẳn con xôm rồi. Bây giờ thì người biết điều gì xảy ra không ạ? À? Bây giờ mình sẽ sở hữu đó chính là 2 xôm 3 sao trong một trận đấu mọi người nhá. Cộng thêm Adat 3 sao nữa, quá tuyệt vời. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp cho đội hình vào thôi. Lắp độ sợ 2 xôm vào một lúc. Rồi, 1 đồ, 2 đồ. Mình sẽ thay thế Volibear đâu em nhá. Và sẽ cho con xôm combo đồ này phun thủ luôn, phun máu luôn. Quá tuyệt vời.
Ông này lên gì đấy? Nina 3 sao à? Nina 3 sao, dây xiên một con nữa chưa lên 3 được. Rồi ok, để xem nào, hai xôm mình quẩy như nào nào. Lắp luôn đồ đi, huyết kiếm và một cái đồ này đi. Rồi, hai xôm quẩy, quẩy, skill liên tục đi. Trời ơi, vứt liên tục luôn. Nhưng mà ông này khỏe phết anh này, Nina 3 sao, nó cấu mình kìa mọi người, nó cấu mình kìa. Ôi shit, nó cấu mình kìa. Úi xồi ôi. Hy vọng mình sẽ thua round này mọi người nhá, hy vọng mình sẽ thua round này nhá. Doe bút bất tử luôn. Cố lên Nina. Nina chống cung xanh mày à, Nina mà có cung xanh là mình thua rồi. Á chù. Mấy cái con xôm skill nhưng mà con Nina nó nhảy mọi người. Ok, endgame xong rồi, hẹn lại ở những bên sau, bye tạm biệt.